Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Hãy hùng giây phút trước lúc bị tàu hỏa tông chết vì máy chụp selfie. Một thiếu nữ 19 tuổi ở phía nam Quảng Đông, Trung Quốc đã bị tàu hỏa tông chết khi đang đứng cách đường ray tàu hỏa chỉ vài km để chụp ảnh selfie. Bức ảnh do một người du khách chụp lại ngay khi cô gái gặp nạn cho thấy cảnh cô gái giơ chiếc điện thoại trước mặt để chụp selfie. Những nhân chứng cho biết những người xung quanh liên tục khuyên cô lùi lại tránh xa đường ray, nhưng cô phớt lờ mọi lời cảnh báo. Một tấm ảnh khác cũng thu hút hàng trăm người theo dõi trên cộng đồng mạng, đó là hình ảnh thi thể nạn nhân mặc áo trắng cùng chiếc váy xanh bị văng sang một vườn hồng nằm dọc một bên đường ray. Nhân viên y tế thông báo rằng cô gái đã chết ngay tại chỗ. Quan chức địa phương ra lệnh hạn chế du khách đến hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Hiện nạn nhân vẫn chưa xác định được danh tính. Ở một điểm du lịch vùng núi khác, nơi có tàu chạy qua, hàng trăm du khách lơ đễnh và đi lạc xuống đường ray, khiến nhiều làn tàu bị đình hoãn và giới chức Bắc Kinh phải cấm quan khách tham quan đến đây. Những bức ảnh selfie chưa bao giờ được liệt vào danh sách là nguyên nhân gây ra cái chết, nhưng gần đây, số lượng những bức ảnh selfie liên quan đến những vụ tử vong ở Trung Quốc liên tục gia tăng, bao gồm cả những vụ tai nạn cố gắng chụp những bức ảnh hoàn hảo khi ngồi trên những vách đá nguy hiểm hay thác nước. Cặp đôi mang chăn gối ra phố Hà Nội chụp ảnh cưới. Cặp nam nữ mang gối, ga giường và một chiếc chăn chụp ảnh tại nhiều địa điểm nổi tiếng tại Hà Nội như Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, cầu Long Biên. Trong đó tấm ảnh trên cầu Long Biên, hai người trải chăn ra nằm ôm nhau giữa dòng xe cộ đang nườm nượp qua lại vào giờ cao điểm. Tấm khác, họ nằm trên mái nhà khá cũ lập bằng tấm bờ rô xi măng, mang lại cảm giác rất nguy hiểm. Anh Lê Cao Hải, người thực hiện bộ ảnh cưới trên cho biết ý tưởng chụp là do anh nghĩ ra. Cặp vợ chồng sắp cưới hưởng ứng ý tưởng này nên cả nhóm bắt tay vào chụp. Bộ ảnh được thực hiện hôm thứ Tư vừa qua, chúng tôi chụp từ 16 giờ đến 19 giờ tối. Anh Hải cho biết ý tưởng là do một đôi bạn trẻ thả hồn yêu nhau, mặc kệ ngoài kia mọi người vẫn cứ vội vã việc riêng của mình. Cuộc sống này là của chúng ta, ai cũng chỉ có một lần tuổi trẻ, ai cũng chỉ có một lần để sống và say đắm. Cũng theo anh Hải, trong quá trình chụp tại các địa điểm, nhóm gặp rắc rối đôi chút ở Hồ Hoàn Kiếm. Cả nhóm đang chụp thì bị công an phường nhắc nhở tránh tụ tập đông người. Một số độc giả thông tin rằng cả nhóm bị đưa lên phường, nhưng anh Hải phủ nhận. Về ý kiến việc chụp ảnh gây ách tắc giao thông, anh Hải nói cả nhóm di chuyển khá nhanh và dừng khoảng 10 phút ở mỗi địa điểm. Về cảm xúc của cặp đôi trong ảnh, trước những phản ánh trái chiều của cộng đồng mạng, anh Hải cho biết bạn nữ tỏ ra khá ngại, nhưng chồng sắp cưới của cô thì lại tỏ ra hào hứng. Ngay sau khi bộ ảnh được đăng tải trên Facebook đã gây ra nhiều tranh cãi. Nói thật, có nhiều kiểu chụp táo bạo, nhưng em không thể ưa nổi kiểu này. Nếu là nằm ở bờ cỏ gần gũi với thiên nhiên thì hợp lý hơn. Tài khoản có tên Juby Chen bình luận, độc lạ nhưng mà không thấy đẹp đâu, người dùng Thuận Nguyễn viết. Là lắm độc đáo nữa, nhưng rồ, Hà Đức Trung bình luận. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết đã giao lực lượng thanh tra nắm tình hình, đồng thời cũng chờ ý kiến, báo cáo từ các đơn vị trực thuộc của các quận để có hướng xử lý vụ việc này. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin tiếp theo. Tiết lộ lý do người mẹ đã mất bất ngờ xuất hiện trên ảnh người con gái. Một bức ảnh hơn vạn lời nói. Mới đây mạng xã hội được lan truyền bức ảnh của một cô dâu sánh vai bên cạnh người mẹ trong đám cưới của mình. Nếu chỉ là bức ảnh hai mẹ con chụp chung thì có lẽ là rất bình thường. Tuy nhiên, điểm nhấn đặc biệt ở đây là ở chỗ mẹ của cô dâu đã qua đời từ khi cô còn nhỏ, nhưng trong thời khắc quan trọng nhất cuộc đời, cô vẫn có mẹ kề bên. Cụ thể, cô gái gửi bức ảnh đã cũ của mẹ mình cùng với một tấm ảnh cưới của cô cho thợ Photoshop kèm dòng tin nhắn nguyên văn như sau. Anh ghép mẹ em với hình em đang làm cô dâu được không ạ? Chỉnh hình mẹ em mặc áo dài luôn được không anh? Mẹ em mất đã lâu rồi, em không có tấm nào chụp chung với mẹ cả. Lục được tấm hình này. Cảm động trước câu chuyện của cô gái, anh thợ Photoshop đã đồng ý ghép ảnh miễn phí giúp cô. Đặc biệt, nhìn bức ảnh trông rất giống hình thật. Nếu không để ý thì không thể nhận ra đây là anh ghép. Trong tấm ảnh, cô dâu cười rạng rỡ bên người mẹ. Còn người mẹ trong tấm ảnh cũng được ghép với chiếc áo dài xanh cười vui vẻ bên con gái. Sau khi được đăng tải, câu chuyện trên đã nhanh chóng được sự chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Đa số mọi người đều vô cùng xúc động trước tình cảm của cô gái dành cho mẹ quá cố. Đồng thời, tấm ảnh ghép và anh thợ Photoshop có tâm cũng nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.
Để tìm hiểu về câu chuyện đặc biệt này, phóng viên đã liên hệ với chị Huỳnh Kim Đăng, 21 tuổi, cô dâu trong tâm ảnh với người mẹ quá cố. Kim Đăng cho biết tháng 3 năm 2019 cô chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Trong ngày trọng đại nhất cuộc đời, dù có đông đủ sự góp mặt của họ hàng, bạn bè, song cô vẫn không khỏi tủi thân khi thiếu vắng bóng hình của cha mẹ. Nhắc đến cảm xúc trong ngày vô quy, cô gái trẻ xúc động chia sẻ, trong lễ cưới khi MC gọi em bước lên lễ đường, trong lòng đã tự nhủ không được khóc vì em đã khóc tận 2 ngày trước khi ngày cưới. Nhưng khi quay ra nhìn thấy chị gái và anh rể tiến lên lễ đường của mình, em lại nhớ bố mẹ không thể kìm được nước mắt. Kim Đăng cho biết cô đã mất bố từ khi còn nhỏ, còn mẹ đã ra đi khi cô đang học lớp 8. Chính vì mẹ qua đời sớm nên cô chưa có tấm hình nào chụp chung với mẹ. Khao khát được có một tấm ảnh chung với mẹ trong bộ váy cưới cô dâu luôn là điều khiến Kim Đăng luôn thổn thức từ khi lấy chồng. Đã có lần cô tìm đến những người thợ vẽ nhờ họ vẽ một bức tranh cô và mẹ ngồi cạnh nhau để làm kỷ niệm, nhưng đều bị từ chối vì lý do chất lượng ảnh quá thấp. Chia sẻ về ý tưởng nhờ Photoshop ghép ảnh, Kim Đăng cho hay, thực ra có một tấm ảnh tấm tranh kỷ niệm với mẹ là điều em mong muốn từ rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc Photoshop. Có hôm em vô tình lướt TikTok, thấy một anh chuyên thiết kế đăng một video ghép ảnh rất hay, nên tự nhiên nghĩ ra ý tưởng này. Sau khi em nhắn tin, may mắn anh ấy nhận lời và còn ghép ảnh miễn phí cho em luôn. Sau khi nhận lại bức ảnh, Kim Đăng cho biết không từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của mình, dù chỉ là một tấm ảnh Photoshop, nhưng em thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Em cảm thấy rất biết ơn anh thợ Photoshop vì đã mang đến cho em một thứ để kỷ niệm với mẹ, đó là thứ không bao giờ có thể mua được bằng bất cứ một thứ gì, cô dâu trẻ xúc động chia sẻ. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin tiếp theo. Yêu nhau 6 năm trời, đúng ngày cưới, cả nhà chú rể đột nhiên biến mất vì một lý do gây sốc. Nhận tưởng ngày 18 tháng 11 vừa qua, cô gái trẻ Thái Lan đã trở thành cô dâu hạnh phúc bên người bạn đời gắn bó suốt 6 năm qua. Nhưng đến ngày cưới, chú rể đột nhiên biến mất. Sau 6 năm tìm hiểu, cô gái trẻ được giấu tên, năm nay 24 tuổi, sống ở miền đông Thái Lan đã quyết định tổ chức đám cưới cùng bạn trai. Hai bên gia đình đã gặp mặt để bàn bạc và lên kế hoạch tổ chức đám cưới cho cặp đôi vào ngày 18 tháng 11. Theo giao ước, nhà trai sẽ phải tặng cho nhà gái món sinh lễ bao gồm 200.000 baht, tương đương gần 137 triệu đồng tiền mặt và hai lượng vàng. Chỉ một ngày trước khi diễn ra hôn lễ 17 tháng 11, chú rể vẫn nhiệt tình sang nhà cô dâu giúp đỡ những việc vặt. Ai nấy đều vui mừng chúc phúc cho cặp đôi tân lang tân nương. Tuy nhiên đến ngày 18 tháng 11 đã quá giờ hẹn đến đón dâu, nhưng cô gái không thấy chú rể đâu, cô gọi điện thoại nhưng không liên lạc được với ông xã tương lai. Khi khách mời đến đông đủ, nhà gái đã mời khách vào bàn tiệc ăn uống mà không có sự hiện diện của chú rể. Gia đình cô dâu sốt sắng cử người tới nhà chú rể để hỏi cho rõ sự tình, nhưng chỉ thấy đóng cửa im ỉm, tất cả họ nhà trai đột ngột biến mất đến bất ngờ. Cô dâu bị sốc nặng, suốt mấy ngày sau đó chỉ ngồi khóc trong nhà. Được biết, gia đình cô gái đã phải chi số tiền hơn 100.000 baht tương đương 68 triệu đồng để tổ chức lễ cưới. Người thân và bạn bè đều đã đến uống rượu mừng, nhưng đáng tiếc là hôn sự của họ lại không thành. Theo một số nguồn tin, chú rể không gom đủ số tiền sinh lễ nên đành bỏ trốn. Gia đình cô dâu vì quá ớt ớt nên đã quyết định đi báo cảnh sát. Đại diện bên nhà gái cho biết giờ họ chỉ cần bên phía nhà trai trả lại số tiền mà họ đã phải bỏ ra lo liệu cố bàn. Còn việc có muốn tiếp tục tổ chức đám cưới nữa hay không thì không còn quan trọng nữa.